Lạy mẹ Maria, khi tứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2021 và cũng là chương trình phát thanh lần thứ 1023 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cũng là ngày Từ Phụ. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần, đặc biệt là các linh mục cùng với tất cả những người cha, một ngày Từ Phụ tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, tình yêu và sự nồng ấm của gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời của cha nói với con gái. Vết thương trên trán của Thánh Rita, Thánh Teresa Avila, Thánh Vienne và bài chia sẻ của Đức Giám mục Bùi Tuần. Xin kính mời quý vị theo dõi. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Lời cha dặn con gái. Một người không tốt với con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ tốt đối với con trừ cha mẹ. Còn những người tốt với con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con. Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con. Trên đời này không có gì là nhất cả. Tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại, rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có. Hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không. Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại, và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này, dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó. Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này, nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Cha đã mua vé số trong 26 năm thế, nhưng chưa một lần trúng. Điều đó nói lên rằng muốn giàu phải có dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân.
trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Chỉ có ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau. Cho dù trong cuộc sống bận rộn, con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ. Hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Vết thương trên trán Thánh Rita bởi tình yêu Thiên Chúa. Trong một dịp đến Garcia giao giảng trong nhà thờ Đức Bà, một tu sĩ dòng Francisco tên là James núi Brandon, linh mục tốt lành này nổi danh thông thái và hùng biện, và lời của ngài có sức đánh động những tấm lòng chai cứng nhất. Sơ Rita cũng muốn được nghe ngài giảng thuyết, nên sơ đi theo các nữ tu khác đến nhà thờ nói trên. Chủ đề bài giảng của cha James là cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Với những lời như là đã được quyết định bởi trời, linh mục dòng Francisco hùng hồn nói với câu chuyện cũ, cũ hơn bao giờ hết, nhưng mới với những đau khổ của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi chúng ta. Tuy nhiên, ý tưởng chủ đạo của tất cả các linh mục dòng Francisco dường như đặt trọng tâm vào những đau khổ quá mức gây ra bởi chiếc mạo gai. Những lời của các nhà giảng thuyết thâm nhập sâu vào linh hồn của Sơ Rita, tràn đầy trái tim sơ với nỗi buồn mênh mang. Nước mắt sơ chảy dài, sơ khóc nức nở, như trái tim đồng cảm của sơ sẽ phá tung. Khi bài giảng kết thúc, Sơ Rita trở về tu viện, mang theo trong đáy lòng mọi lời cha James đã giảng về mão gai của Chúa. Sau khi viếng mình Thánh Chúa, Sơ Rita đã đến một nhà nguyện nhỏ mà ngày nay xác thánh nữ còn để ở đó, và như trái tim bị thương, sơ muốn được uống cho giãn cơn đau khổ của Chúa. Sơ phủ phục dưới chân thánh giá, suy gẫm về sự đau đớn của đấng cứu chuộc phải chịu do những cái gai trong mũ gai gây nên. Nó cắm sâu vào đầu thánh ngài, và để cùng đau nỗi đau của bạn trăm năm, sơ xin với Chúa ít ra cho sơ một trong các cái gai của mũ gai Chúa đã đâm vào đầu Thánh Chúa. Sơ xin với Chúa như sau: lạy Chúa, lạy đấng chịu đóng đinh, Chúa là đấng trong sạch vô tội mà Chúa đã phải chịu đau khổ quá mức vì yêu thương con. Chúa đã bị bắt giữ, bị nhục mạ, bị đánh đòn, bị đội mũ gai và cuối cùng chịu chết tàn nhẫn trên thánh giá. Sao Chúa muốn như vậy, trong khi con là tôi tớ bất xứng của Chúa, là nguyên cớ gây ra những đau khổ làm Chúa phải đau đớn, lại không được chia sẻ những đau khổ của Chúa sao? Lạy Chúa Giêsu là sự êm dịu của con, xin cho con chia phần tất cả sự thương khó, cũng như một phần nhỏ. Dù con là kẻ bất xứng, không dám xin những dấu thánh trên xác con như Chúa đã ban trong trái tim Thánh Augustino và trong thân xác Thánh Francisco, những vết thương mà Chúa vẫn bảo tồn như hồng ngọc quý trên thiên đàng. Con không xin Chúa đóng thánh giá thánh thiện của Chúa như Chúa đã đóng vào lòng của Thánh Monica. Con cũng không xin Chúa đặt trong trái tim con những dụng cụ thương khó của Chúa như Chúa đã đặt trong lòng Thánh Cla Montefalco. Con chỉ xin một trong 72 gai đã đâm vào đầu Chúa và đã gây ra rất nhiều đau đớn, để con có thể cảm thấy một phần của nỗi đau Chúa đã chịu. Ôi Chúa cứu chuộc yêu dấu của con, xin đừng từ chối con ơn này. Tôi sẽ không vui lòng ra đi nếu Chúa để con đi mà không có cam kết con đang ước mong về tình yêu của Chúa. Khi Sơ Rita kết thúc lời cầu xin, Chúa Giêsu, bạn trăm năm của người, không muốn từ chối mong muốn của cô dâu trung thành của ngài, nên đã ban cho người điều người xin. Từ mũi gai của Chúa đã bắn ra như một mũi tên, bắn vào trán của Sơ Thánh Rita, một chiếc gai cắm ngập vào thịt, vào xương, ngay giữa trán, để lại một vết thương kéo dài trong suốt cuộc sống của Sơ. Thậm chí cho đến ngày nay, sẹo của chiếc gai vẫn còn để lại rõ ràng, có thể nhìn thấy cơn đau theo liền khi gai đâm vào trán của Sơ Rita dữ dội, bút xót. Sơ ngất đi và phải chết ngay,
nếu Chúa Giêsu không giữ mạng lại cho sơ. Sơ đã cảm thấy đau đớn như tha thiết mong muốn, ít nhất là một phần của nỗi đau và cuộc thương khó của Chúa. Khi tỉnh lại, sơ đã được Chúa ban ơn qua dấu hiệu quý báu trên trán. Sơ sốt sắng và hết lòng tạ ơn bạn trăm năm của mình. Sơ Rita ra khỏi nhà nguyện, mang trên trán vết thương thánh và dấu hiệu rõ ràng với vẻ mặt đau đớn dữ dội. Khi nhìn thấy vết thương, các nữ tu quá đỗi ngạc nhiên, nhưng họ không biết gì về sự lạ đó. Phần Sơ Rita, người giữ bí mật của hoàng gia, biết nó quan trọng như thế nào, phải che giấu bí tích vua trời đã ban. Sơ giấu nó trong đáy lòng của mình, không tiết lộ cho ai. Cơn đau gây ra bởi vết thương tăng lên từng ngày, và vết thương làm cho sơ trở nên xấu xí và thành đối tượng nôn ói cho một số nữ tu. Họ không thể chịu được ngay cả nhìn mặt sơ. Không muốn nên nguyên nhân gây ra bất tiện cho các nữ tu, nên sơ Rita hầu như cả ngày ở trong phòng mình chiêm niệm về Thiên Chúa, tôn vinh Chúa, ngay cả giữa những đau đớn của vết thương gây ra bởi một mũi tên tình yêu Thiên Chúa. Đôi khi các nữ tu thăm sơ trong phòng nhỏ của sơ để mang lại chút thức ăn hoặc nói một vài lời với sơ, vì tất cả họ đều yêu thương sơ, và thường khi họ đến, họ ra khi với sự cảm phục sự kiên nhẫn tuyệt vời của sơ. Tuy nhiên, sơ Rita đã được hạnh phúc thậm chí ở giữa của sự đau khổ của mình, và khi cảm thấy đau khổ trở nên dữ dội, sơ nói với bạn trăm năm là Thiên Chúa của mình rằng: "Ôi lạy Chúa Giêsu yêu mến, khi gia tăng đau khổ cho con, xin cũng gia tăng kiên nhẫn cho con." Lời cầu nguyện này cũng như tất cả những lời cầu nguyện khác của Thánh Rita đã được Chúa chấp nhận, và sự kiên nhẫn lớn lao của sơ giữa những đau đớn mà sơ chịu đựng, sơ gọi đó là những con bọ nhỏ, được tạo ra bởi sự hài hước từ vết thương thối rữa của sơ, là thiên thần của sơ, vì chúng tăng đau khổ cho sơ. Bất cứ khi nào chúng bò hoặc ăn trong chán, nó tăng sự kiên nhẫn và công phúc cho người bạn trăm năm của Đức Giêsu Kitô. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Thánh Teresa Avila trong tác phẩm 36 Thánh Tiến Sĩ. Trong giai đoạn đó, Teresa đã cảm nhận sâu sắc tư tưởng và tâm tình của Thánh Agostino trong quyển Tự Thuật. Thế rồi, ngài mô tả về ngày hệ trọng với kinh nghiệm thần bí của mình, cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa ập đến trên tôi thật bất ngờ, đến nỗi tôi không hồ nghi chút nào rằng Thiên Chúa ở trong tôi và tôi hoàn toàn chìm đắm trong người. Song song với bước tiến triển trong nội tâm, Teresa bắt đầu ấp ủ ý tưởng thực hiện một cuộc cải tổ dòng Cát Minh. Năm 1562, ngài thiết lập tu viện Cát Minh cải tổ đầu tiên ở Avila với sự ủng hộ của Đức Giám mục thành phố, Đức cha Don Alvaro, và không lâu sau đó cũng nhận được sự chấp nhận của cha Joan Bautista Rossi, tổng quyền dòng Cát Minh lúc bấy giờ. Suốt những năm tiếp theo, Teresa tiếp tục thiết lập những tu viện Cát Minh dành cho nữ, tất cả 17 tu viện. Cuộc gặp gỡ giữa Teresa với Gioan Thánh Giá mang tính nền tảng quyết định. Cùng với Thánh Gioan Thánh Giá, Teresa đã thiết lập tu viện đầu tiên dành cho những anh em Cát Minh cải tổ ở Duruleo, cách Avila không xa. Năm 1580, Teresa nhận được sự chấp thuận của Tòa Thánh, công nhận dòng Cát Minh cải tổ của ngài là một tỉnh dòng độc lập. Đây là khởi điểm cho dòng Cát Minh không đi giày. Thật vậy, cuộc đời dương thế của Teresa kết thúc khi ngài đang ở giữa giai đoạn hoạt động cải tổ của mình. Thánh nhân qua đời vào buổi tối ngày 15 tháng 10 năm 1582, sau khi thiết lập nữ tu viện Cát Minh ở Burgo. Lúc đó, trên đường trở về Avila, mấy lời khiêm tốn cuối cùng thánh nhân thốt lên: "Sau tất cả mọi sự,
tôi ra đi như một người con của giáo hội. Teresa tiếp tục thưa cùng Chúa: Lạy Chúa của con, lạy Đức Lăng Quân của con, thời điểm mà con hằng chờ đợi bấy lâu đã đến, đây chính là lúc con được gặp gỡ Ngài. Lạy Chúa của con, Teresa đã dâng hiến trọn cuộc đời cho giáo hội, dù rằng chỉ sống ở Tây Ban Nha. Ngài được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ năm phong chân phước vào năm 1614 và được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 ghi danh vào sổ bộ các thánh vào năm 1622. Và vị tôi tớ của Thiên Chúa Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tuyên phong Ngài là tiến sĩ hội thánh vào năm 1970. Tuy không nhận được một sự giáo dục mang tính hàn lâm, khoa bảng, nhưng Teresa Giêsu đã tiếp thu rất nhiều từ giáo huấn của các nhà thần học, các vị trí thức và các thầy dạy tâm linh. Là một văn sĩ, Teresa luôn trung thành viết những điều mà bản thân đã trải nghiệm hoặc đã nhìn thấy nơi kinh nghiệm của những người khác. Hay có thể nói rằng Teresa viết trên những hiểu biết mà bản thân đã thụ đắc. Teresa có cơ hội thiết lập nhiều mối tương quan thân hữu thiêng liêng với nhiều vị thánh và đặc biệt là với Thánh Gioan Thánh Giá. Đồng thời, Ngài cũng nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng việc đọc sách về các vị giáo phụ như Thánh Geronimo, Thánh Gerorio cả và Thánh Augustino. Trong số các tác phẩm quan trọng nhất của thánh nhân, chúng ta nên đề cập trước tiên đến toàn bộ tự truyện của Ngài, El Libro de la Vida. Teresa gọi đây là quyển sách về lòng thương xót của Thiên Chúa. Tác phẩm này được Teresa viết trong tu viện Cát Minh tại Avila năm 1565, kể lại tiểu sử và mô tả hành trình tâm linh, từng bước dẫn đưa linh hồn thánh nhân đến sự phân định về một bậc thầy của những điều thiêng liêng. Thánh Gioan Avila, mục đích của Teresa là nhấn mạnh đến sự hiện diện cũng như hành động của một Thiên Chúa đầy lòng xót thương trong cuộc đời Ngài. Bởi thế, tác phẩm này thường trích những lời Teresa đối thoại với Thiên Chúa trong phút giây cầu nguyện. Điều này làm cho tác phẩm thêm lôi cuốn, bởi thánh nhân vừa kể lại chi tiết, vừa giải thích những kinh nghiệm sâu sắc về mối tương quan với Thiên Chúa. Năm 1566, Teresa viết tác phẩm Đường Trọn Lành. Ngài đã chọn cuốn sách này là những lời hướng dẫn và khuyên nhủ của Teresa Giêsu dành cho các nữ tu. Cuốn sách này được soạn cho 12 tập sinh của tu viện Cát Minh, tước hiệu Thánh Giuse ở Avila. Teresa đề nghị với các chị em một chương trình nghiêm ngặt, sống đời chiêm niệm để phục vụ giáo hội và cội nguồn của nếp sống là các nhân đức và tinh thần cầu nguyện theo Tin Mừng. Trong số các đoạn nổi bật nhất phải kể đến là phần Chú Giải Kinh Lạy Cha như khuôn mẫu cho đời sống cầu nguyện. Tác phẩm thần bí nổi tiếng nhất của Teresa là Lâu Đài Nội Tâm. Ngài viết tác phẩm này vào năm 1577 khi vẫn còn trẻ. Tác phẩm là một lối giải thích khác về hành trình tâm linh của chính thánh nhân, đồng thời cũng là tập sách về các điều lệ mang đến khả năng phát triển tròn đầy đời sống Kitô hữu đến mức hoàn thiện. Dưới sự tác động của thánh thần, Teresa quan tâm đến cấu trúc của một lâu đài với 7 căn phòng như hình ảnh của một nội tâm con người. Đồng thời, Ngài đưa ra biểu tượng về sự lột xác của con tầm chuyển biến thành con bướm, nhằm nhấn mạnh về sự chuyển biến từ nhiên đến siêu nhiên. Thánh nhân lấy cảm hứng từ sách thánh, cụ thể là Diễm Ca, để đi đến hình ảnh sau hết về vị hôn phu và hôn thê, có thể miêu tả ở căn phòng thứ 7 4 khía cạnh quan trọng nhất của đời sống Kitô hữu, thuộc về ba ngôi, thuộc về Đức Kitô, thuộc về con người và thuộc về giáo hội. Thánh Teresa dành trọn tâm huyết của sách Các Nền Tảng
viết vào giữa những năm 1573 và 1582 về các hoạt động của Ngài như đấng sáng lập dòng Cát Minh cải tổ. Trong quyển sách này, Ngài nói về đời sống của một cộng đoàn tu sĩ mới hình thành. Quyển sách này cũng như quyển tự truyện của Thánh Nhân được viết để đặc biệt tôn vinh công trình và tác động của Thiên Chúa trong việc thiết lập những tu viện mới. Lời của Thánh Gioan Vianney: cầu nguyện là sự kết hợp mật thiết với Chúa và linh hồn, cũng giống như hai mảnh sắt nóng chảy vào nhau và chúng không thể nào tách ra được. Sự kết hợp này của Thiên Chúa với tạo vật bé nhỏ của người là một điều kỳ diệu và lạ lùng nhất. Đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà con người chúng ta không thể nào hiểu được. Trái tim chúng ta nghèo nàn và hẹp hòi, nhưng sự cầu nguyện sẽ mở rộng ra và khiến nó có khả năng yêu mến Thiên Chúa. Cầu nguyện là sự nếm trước hương vị thiên đàng. Nó không bao giờ mất đi mà không để lại trong ta sự ngọt ngào. Nó giống như mật ong chảy xuống linh hồn và làm dịu ngọt mọi thứ trong tâm trí. Các phiền toái tan biến đi trước lời cầu nguyện tha thiết như tuyết tan trước ánh mặt trời vậy. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của giám mục Bùi Tuần với tựa đề Lạy Chúa này con đây. Thời giờ là của Chúa, thời giờ Chúa ban là rất quý. Tôi cần lợi dụng từng giờ, từng phút, từng giây để mến Chúa và cứu các linh hồn. Thứ nhất, được thấy các linh mục quy tụ về tòa giám mục để tĩnh tâm hàng năm, tôi rất mừng. Từ sự kiện quy tụ đông đảo đó đã xuất hiện trong tôi những cảm nhận mới. Tôi tin những cảm nhận mới đó là ơn Chúa ban, vì thế xin phép được chia sẻ phần nào. Thứ hai, cảm nhận thứ nhất là đất nước Việt Nam hôm nay rất cần những ơn gọi riêng và mạnh mẽ. Đó là những người dám chết cho chính mình và cho đời, để chỉ tìm Chúa và phần rỗi các linh hồn mà thôi. Thứ ba, dám chết cho chính mình và cho thế gian, đó là chấp nhận một chuỗi dài cái chết, hay một cái chết kéo dài. Những ai đã trải qua cái chết kéo dài đó, chắc đã phải nếm khổ đau muôn vàn, nhưng bên cạnh khổ đau vẫn có niềm vui thiêng liêng cao quý. Cứ thế họ chết đi mỗi ngày, chết đi trong sự tự do tình nguyện. Thứ tư, một lần trong cuộc gặp gỡ tư riêng, tôi hỏi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị rằng, Đức Thánh Cha có đau khổ không? Ngài đáp, tôi đau khổ nhiều lắm nhưng tôi quen rồi, tôi hiểu là Ngài mang trong mình một cái chết kéo dài từng giờ từng phút vì mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Thứ năm, Hội Thánh hôm nay và thế giới hiện thời rất cần có những mục tử như Ngài. Từ cảm nhận trên đây, tôi nhìn vào các mục tử tại đây, tất nhiên có tôi. Với một thoáng nhìn, tôi thấy một số người trong chúng tôi đã sống ơn gọi trên đây một cách mạnh mẽ, nhưng một số khác thì không. Đó là sự thật. Những người sống ơn gọi trên đây một cách mạnh mẽ sẽ tự nhiên tỏa sáng tình yêu Thiên Chúa. Còn những người không sống ơn gọi này một cách chân thực và mạnh mẽ thì có thể gieo tai họa một cách nào đó khó mà lường được. Cảm nhận đó của tôi là quá khẩn thiết nên thấy, nên được nói ra. Thứ sáu, cảm nhận thứ hai của tôi là đất nước Việt Nam hôm nay rất cần có những người như Thánh Gioan Tiền Hô dám giới thiệu Chúa Giêsu cho dù giữa cuộc đời phức tạp. Tôi cảm nhận thấy rõ đồng bào Việt Nam hiện nay đang khao khát những gì là thiêng liêng, bình an tâm hồn, đưa họ về một cõi sau hạnh phúc. Thứ bảy, trước sự khao khát đó, nhiều người môn đệ Chúa xem ra vẫn dửng dưng, vô cảm, vô tâm, vô tình. Nhưng may mà cũng không thiếu người môn đệ Chúa đã lên tiếng. Họ lên tiếng về Chúa Giêsu, lên tiếng bằng lời nói, bằng bài viết, bằng cách sống, bằng giao tiếp, bằng cầu nguyện, hy sinh và tỉnh thức. Họ dọn đường cho Chúa Giêsu. Thứ tám, chính bản thân tôi cũng đã và đang được nhiều người như Thánh Gioan Tiền Hô đến an ủi và dạy dỗ. Cụ thể thế này, tôi hay lo lắng sợ hãi. Họ đến mang ơn thiêng giúp tôi tin cậy vào Chúa. Lòng tôi được bình an,
mở ra để đón Chúa. Tôi hay buồn phiền về những yếu đuối bất tài của mình. Họ đến với ơn thiêng giúp tôi khiêm tốn phó thác vào Chúa. Lòng tôi được bình an mở rộng ra để đón Chúa. Thứ 9, những người đã và đang giúp tôi như thế thuộc đủ hạng người. Từ đó tôi nhận ra điều này, nếu tôi và các giám mục linh mục không là doan tiền hô cho những người thời nay xung quanh mình thì sẽ là một thiếu sót lớn. Thứ 10, nhận thức đó khiến tôi xem xét lại bản thân mình một cách có trách nhiệm. Câu hỏi tôi đặt ra cho mình là, trong mọi tiếp xúc, tôi có tìm cách giới thiệu Chúa Giê-xu hay chỉ là giới thiệu chính mình? Khi giới thiệu Chúa Giê-xu, tôi có nhấn mạnh đến tình yêu cứu độ của Chúa không? Phải tỉnh thức trong ơn Chúa, tôi mới thấy rõ được sự thật. Thứ 11, cảm nhận thứ ba của tôi là, sẽ là khôn ngoan nếu hội thánh tại Việt Nam hôm nay biết dùng thời gian này để làm chứng cho Chúa, bởi vì thời gian thuận lợi sẽ qua đi mà không trở lại. Thời giờ là của Chúa, thời giờ Chúa ban là rất quý. Tôi cần lợi dụng từng giờ, từng phút, từng giây để mến Chúa và cứu các linh hồn. Riêng tôi mến Chúa và cứu các linh hồn được thực hiện bằng cách làm chứng cho Chúa là tình yêu thương xót. Thứ 12, tôi làm chứng về Chúa không phải chỉ bằng sự đưa ra đạo lý, mà thường là bằng sự chia sẻ những gì Chúa đã làm cho tôi, vì thương xót tôi là kẻ tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối. Thứ 13, một điều mà tôi nhận là Chúa đã làm cho tôi, đó là tôi đã gặp được nhiều người có nét đẹp nào đó của dung mạo Thiên Chúa. Nét đẹp nhất là tình yêu thương xót. Những người như thế có thể là người giáo dân, giáo sĩ, cũng có thể là người không công giáo. Từ kinh nghiệm đó, tôi cảm nhận những gì Chúa làm cho tôi thực là kỳ diệu. Những điều kỳ diệu như thế cũng đã và đang xảy ra cho biết bao người xung quanh tôi. Thứ 14, coi thường hoặc bỏ qua thời gian diễm phúc này để mơ tưởng một thời gian khác, tưởng là sẽ huy hoàng hơn, đó là dại dột. Thứ 15, mấy ngày này Đức Mẹ hay nhắn nhủ tôi điều này, hãy sống tốt những giây phút hiện tại, muốn được vậy con phải tỉnh thức. Tỉnh thức của tôi là chỉ đợi chờ Chúa mà thôi, đợi chờ như con thơ đợi mẹ, đợi chờ như người bệnh chờ được cứu chữa. Đợi chờ, để bất cứ phút nào Chúa gọi, tôi sẽ luôn hớn hở thưa, lạy Chúa, này con đây, lạy Chúa, này con đây. Tôi đang nói với Chúa lời vắn tắt đó, và tôi cảm nhận được một sức sống mới trong tôi. Tôi như được tái sinh trong tình yêu thương xót vô biên của Chúa. Tôi nghe vang dội trong tôi, con ơi, này cha đây, cha là tình yêu cứu độ của con. Giám mục. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.